Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn tiếp tục quay trở lại với video bài học tiếp theo trong phần hành vi của khách hàng. Vâng, trong phần mà đang nói về cái khách hàng mục tiêu của chúng ta là ai, gồm khá là nhiều video do thời lượng bài học dài. Như tôi đã phân tích ở bài trước thì tôi sẽ tiếp tục nói về hành vi mua của khách hàng. Được chưa ạ? Thì phần này tôi sẽ nói về động cơ mua hàng. Thế thì chúng ta là một cái king of sale, một cái người bán hàng, thì chúng ta cần phải xác định được là cái động cơ mua hàng của chúng ta cũng như là của khách hàng là gì, đúng không ạ? Thí dụ như là trong ngành marketing về tâm lý học hành vi, người ta chia nó ra thành các cái động cơ như là động cơ thực dụng, đúng không ạ? Người ta mua vì cái nhu cầu thiết yếu của người ta. Đấy, động cơ có thể là về tính năng, thì ví dụ như là cái sự thời thượng, cái sự mốt, đúng không ạ? Rồi những cái tính năng mới nhất. Ví dụ như iPhone chẳng hạn, người ta khát khao sở hữu iPhone X, thì đó chính là lý do là nó có những cái tính năng mới, nó có những cái công nghệ mới mà so với phiên bản trước đó không có. Hay là một chiếc xe đời mới với những công nghệ cảm biến, với những cái công nghệ rất là tân tiến, thì đó là lý do mà động cơ mà khách hàng sẽ mua hàng. Chúng ta phải xác định được cái động cơ này, đúng không ạ? Hoặc là động cơ có thể là gì ạ? Mua để đầu tư, đầu cơ, mua để kiếm tiền sinh lời, nhất là trong bất động sản, vàng hay là Bitcoin, hay là rất là nhiều các loại đồng tiền ảo bây giờ, người ta cũng nói đến nhiều chứng khoán, đúng không ạ? Thế thì khi mà khách hàng người ta mua hàng với mục đích là để dạng kiếm lời, với mục đích để sinh lời, thì chúng ta cần phải tư vấn. Họ mua để ở, hay là họ mua để cho thuê, hay là họ mua để đầu tư, thì chúng ta cũng cần phải xác định được để chúng ta tư vấn cho nó chuẩn. Nếu động cơ mua hàng là cái đẹp thì chúng ta sẽ phải đánh vào bao bì, kiểu dáng, đúng không ạ? Cách thức chúng ta đóng gói như thế nào, là chúng ta thiết kế, chúng ta in ấn, chúng ta sử dụng cái bao bì, bao gói ra sao, có đúng không ạ? Cái này thì trong ngành thời trang, hoặc là trong những cái ngành về quà tặng, hoặc là những cái sản phẩm tiêu dùng, thì cái phần cái đẹp cũng rất là quan trọng, đặc biệt là những cái sản phẩm cao cấp. Trưa nay thì tôi vừa tư vấn cho một hai vợ chồng có đang chuẩn bị bán một số những cái sản phẩm tinh dầu bưởi chiết xuất từ vỏ bưởi, được sản xuất bởi một cái nhà máy mà người ta chuyên thu mua các cái vỏ bưởi ở trên toàn cái miền thành phố Hồ Chí Minh, miền Nam. Sau đó họ chiết xuất ra những cái tinh dầu bưởi, và hai anh chị này là muốn kinh doanh cái sản phẩm này và đã hỏi tôi tư vấn. Thì tôi có nói rằng là họ đưa cho tôi xem một cái sản phẩm đóng trong một cái chai nhỏ nhỏ như thế này, và giá nhập là 300.000 Việt Nam đồng cho 30ml. Thế thì tôi có nói là với một cái sản phẩm như này giá cốt rất là cao, bạn muốn bán được thì bạn phải bán khoảng 500.000 đến 600.000 với công thức nhân 2, có đúng không ạ? Tuy nhiên thì bao bì đang chưa được đẹp lắm, nó rất là đơn giản. Vậy thì với một cái số tiền cao như vậy thì bạn cần phải làm cho nó trông cảm giác nó luxury, nó hiện đại, nó sang xịn hơn một chút, giống như là cái chai nước hoa ấy, đúng không ạ? Thì cái tiền mà thiết kế cái chai nó chiếm đến 1/3, 1/4 cái phần chi phí cái chai nước hoa. Đấy, ý tôi muốn nói là cái đẹp, cái bao bì là như vậy, được chưa ạ? Nếu động cơ mua hàng là giá rẻ, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải đặt các cái chính sách giá làm sao cho nó sát nhất. Chúng ta phải nghĩ ra rất nhiều các cái chương trình khuyến mại hấp dẫn, các cái chương trình khuyến mại shop, đúng không ạ? Thế thì các bạn có thể xem thêm một cái video nói về khuyến mại của tôi để các bạn hình dung ra cái cách mà chúng ta sẽ làm khuyến mại. Tôi sẽ cung cấp cho các bạn 35 cái tuyệt chiêu để làm bán lẻ khuyến mại của chúng ta, các bạn nhé. Và các bạn sẽ xem thêm cái video đấy sau cái phần tiếp theo. Động cơ mua hàng là muốn tạo ra sự khác biệt. Thế thì nếu như người tiêu dùng quan trọng đến cái yếu tố về khác biệt, tức là người ta đề cập đến các cái vấn đề như là sự nổi bật, đúng không ạ? Sự độc đáo, đúng không ạ? Sự độc nhất, đấy, kiểu dáng phải khác biệt. Đó chính là lý do mà khách hàng sẽ mua hàng. Thí dụ như thời trang sẽ có những cái nhóm khách hàng người ta sẽ thích những cái gu dị duy nhất người ta có thôi. Vì thế cho nên là có rất nhiều các cái nhà sản xuất người ta cũng sản xuất những cái sản phẩm một chiếc, hoặc là một những cái sản phẩm giới hạn. Tôi lấy cho các bạn một cái ví dụ như này. Đây là một cái ví dụ mà tôi thấy rất là thú vị khi mà giới thiệu về một cái mô hình tạo ra sự khác biệt, sự khan hiếm. Tôi có một người bạn, và anh này tên là Sơn, người Việt Nam, và anh đã từng học thiết kế ở bên Pháp về.
và anh đã trở thành một cái nhà thiết kế và tung ra các sản phẩm rất là thành công tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên thì anh có nói là ở Việt Nam thì cái phụ kiện về ngành thời trang nó rất là khó khăn, và anh cũng suy nghĩ một cái ý tưởng nó lớn lao hơn một chút. Anh nói rằng là cuộc đời mình chẳng lẽ chỉ như vậy thôi sao? Và anh đã bỏ lại công việc tại Việt Nam và anh sang Thượng Hải, anh khởi nghiệp. Và đây là một cái ý tưởng rất là mạnh mẽ của một cái thanh niên người Việt, bởi vì khả năng sử dụng ngôn ngữ của anh rất là tốt. Sang Thượng Hải thì tại cái vùng đất đó là thuộc Trung Quốc, đúng không ạ? Giáp danh với Trung Quốc lục địa, thì các anh chị thấy rằng là cạnh tranh với các sản phẩm thời trang của Trung Quốc là điều không thể. Thế nhưng mà anh ấy đã tìm ra được cái lối đi và thị trường ngách riêng cho mình bằng cách là anh đã sản xuất và tự tay thiết kế ra những cái sản phẩm quần áo jean, chủ yếu hướng tới một tập khách hàng mục tiêu là các cô gái làng chơi, các cô gái dân chơi, các cô gái đẹp, các cô gái bốc lửa, chuyên mặc những cái sản phẩm jean nó rất là nóng bỏng, rất là hot, rất là cá tính và rất là thời trang, thời thượng. Thế thì anh đã thiết kế ra những cái sản phẩm là những cái quần jean ngắn, những cái quần jean được thêu, được vẽ, được đục đinh tán. Rồi anh làm rất cầu kỳ đối với một cái sản phẩm quần jean hoặc là quần short jean, áo jean. Và sản phẩm của anh được bán rất chạy tại Thượng Hải, tại Bắc Kinh và các cái girl band của Hàn Quốc mua. Tất nhiên, nhược điểm của sản phẩm này là khó có thể là trở nên làm theo thị trường mass phổ biến được. Nhưng mà sản phẩm rất là ưu thế bởi vì tính cạnh tranh là vô cùng thấp, bởi vì anh tạo ra một thị trường đại dương xanh dành riêng cho mình với những cái sản phẩm quần jean rất là độc đáo, rất là đẹp, rất là thời trang, rất là thời thượng và đặc biệt sexy, bởi vì anh đã hướng tới một tập khách hàng mục tiêu rất rõ ràng, đó là những cô gái trẻ đấy, ăn chơi sành điệu, là dân chơi, là các cô gái đẹp, đúng không ạ, chuyên dành cho các cái trang phục đi bar, đi ngoài đường, đi dạo để tôn lên cái vẻ đẹp sexy của một cô gái. Đấy cũng chính là cái phần mà tôi phân tích về khách hàng mục tiêu là như vậy. Bởi vì chúng ta đang nói ở cái phần khách hàng mục tiêu, được chưa? Và tôi đang nói về cái động cơ mua hàng khác biệt. Thế rồi một cái động cơ nữa đấy là khẳng định đẳng cấp. Thế thì sản phẩm đó là gì ạ? Đó là phải là thương hiệu cao cấp, đó phải là sự xa xỉ, đó phải là những cái sự gì ạ? Khác biệt, đúng không ạ? Và tạo ra những cái giá trị rất là cao. Thí dụ như là trong ngành thời trang thì có những cái nhãn hiệu đồng hồ bán hàng trăm nghìn đô la, những cái túi sách bán hàng chục nghìn đô la, đúng không ạ? Thì đó chính là thể hiện đẳng cấp của khách hàng. Người ta mua sản phẩm đó vì đẳng cấp. Đấy, hoặc là xa xỉ hơn nữa thì có những dòng sản phẩm siêu xe, hoặc là sản phẩm gì ạ? Máy bay, đúng không ạ? Máy bay cá nhân, du thuyền. Và ở Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản thì tôi cũng thấy là có những cái phân khúc và nhà bất động sản rất là gì ạ? Đắt tiền, ví dụ như là bất động sản của Tân Hoàng Minh chẳng hạn, đúng không ạ? Các bạn thấy là rất là đắt tiền và rất là sang trọng. Thì đó cũng chính là một cái ý tưởng mà để ta nói về cái mức độ đẳng cấp, tạo ra sự khác biệt và tạo ra những cái tập khách hàng mới riêng cho mình. Và tiếp tục, động cơ mua hàng có thể là đam mê, là sở thích. Thế thì người ta sẽ tìm những cái sản phẩm mà phù hợp với sở thích của người ta, đúng không ạ? Và người ta tìm những cái nhãn hiệu mang tính chất là yêu thích, trung thành để người ta mua. Ví dụ như là chúng ta thấy là chúng ta cứ đợi chờ hết iPhone 5, 6, 7, 8 ra đời đấy, iPhone 10 ra đời để chúng ta mua. Hay là chúng ta sẽ thấy một cái hãng như vậy họ ra thêm một cái sản phẩm nữa, chúng ta lại mua tiếp. Đó chính là chúng ta mua vì đam mê, chúng ta mua vì cái cá tính của thương hiệu, chúng ta mua vì cái đẳng cấp của thương hiệu, đúng không ạ? Thế rồi thì chúng ta sẽ nói phân tích một chút nữa về động cơ mua. Thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cảm giác. Phụ thuộc vào cảm giác tức là sao? Người ta sẽ đánh giá cái sản phẩm đó dựa trên sở thích, dựa trên cảm giác, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta thấy là tôi trông cái sản phẩm này rất là thời trang, rất là thời thượng, đúng không ạ? Tôi nhìn nó rất là sang xịn. Đấy, tôi mặc vào nó sẽ rất là nổi bật, kiểu như thế. Thì nó phụ thuộc vào cảm giác, nó phụ thuộc vào thu nhập và nó phụ thuộc vào sự thuyết phục của người bán hàng. Tôi có cảm giác là cái sản phẩm Prada hay Gucci rất là phù hợp với tôi, nhưng tôi không có đủ thu nhập, vậy thì tôi cũng phải lắc đầu, có đúng không ạ? Vâng, rõ ràng là động cơ mua phụ thuộc vào thu nhập. Thu nhập của người tiêu dùng thì sẽ tăng lên như này theo thời gian, thông thường là như vậy. Khi mà chúng ta càng ngày càng mà chúng ta trở nên giàu có hơn
thì cái việc tiêu dùng sẽ nhiều hơn các mặt hàng và sẽ đắt hơn trên mỗi một cái mặt hàng chúng ta tiêu dùng. Và thứ ba nữa là nó phụ thuộc vào cái sự thuyết phục của người bán hàng. Bạn có khiến cho khách hàng mở lòng, mở ví hay không? Đó chính là lý do mà tôi có mặt tại đây để chia sẻ với các bạn và các anh chị về chương trình King of Sales by Phan Anh, với một tư cách là một cái chuyên gia hàng đầu, đã từng bán hàng, đã từng đào tạo, đã từng giảng dạy ở cấp bậc đại học, để chia sẻ với các anh chị về những cái niềm đam mê và cái kinh nghiệm của tôi, được chưa ạ? Vâng. Thế thì một ý nữa tôi muốn nói trong cái phần hành vi mua của khách hàng, sau cái phần động cơ, đó chính là hành vi mua của khách hàng thì hiện nay có nhiều sự thay đổi. Có nhiều sự thay đổi tức là sao? Thì các bạn cần phải hiểu rằng là ngày nay do công nghệ, đúng không ạ? Do internet, do mạng xã hội, do phim ảnh, do sự thay đổi về quan niệm của người tiêu dùng, do sự cởi mở về chuẩn mực của đạo đức, đấy, thì đã làm thay đổi cơ bản về cách thức mua hàng, ý định mua hàng, thói quen tiêu dùng. Xu hướng tiêu dùng thì ngày càng gia tăng, nhưng cách thức mua thì khác đi, thói quen mua khác đi, tần suất mua khác đi, quan niệm mua khác đi. Tôi sẽ phân tích như thế này, đúng không ạ? 15 năm trước chúng ta không có điện thoại di động, thì cái việc mà chúng ta mua hàng trực tuyến là vô cùng khó khăn, bởi vì nó không có thiết bị, nó không có smartphone, nó không có internet, nó không có 3G, không có 4G. Thì bây giờ chúng ta bán hàng kiểu gì? Nhất là thị trường nông thôn, có đúng không ạ? Chúng ta buộc phải là gì? Mở cửa hàng, cửa hiệu, mở kênh phân phối ở những điểm đó. Thế rồi chúng ta không có mạng xã hội, chúng ta không biết là thế giới nó phát triển như thế nào, trên thế giới đang có những sản phẩm gì hot, chúng ta tìm hiểu về sản phẩm, chúng ta cũng không biết. Đấy. Hay là phim ảnh, ngày xưa đài truyền hình họ chiếu cái gì chúng ta xem. Nhưng bây giờ các cái trang mạng, các trang phim, các cái ứng dụng phim vô vàn, đúng không ạ? Ngày hôm qua chiếu trên rạp chiếu phim, ngày hôm nay đã có thể có ở trên mạng internet. Cho nên là cái phim ảnh nó cũng làm thay đổi cái thói quen tiêu dùng rất nhiều. Ví dụ như là chúng ta xem các bộ phim Hàn, chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái trang phục của người diễn viên. Đó là lý do tại sao mà các bộ phim của Hàn Quốc người ta rất chú trọng về công nghệ, người ta rất chú trọng về thời trang, để người ta định hướng khách hàng tiêu dùng cái sản phẩm của Hàn Quốc. Đấy, kể cả mỹ phẩm cũng thế. Nó là một cái ngành công nghiệp để giúp tăng trưởng cho cả một nền kinh tế, chứ không đơn thuần chỉ là các bộ phim. Nó còn quảng bá cái văn hóa K-pop hay là các cái văn hóa K-cinema của họ. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Đấy, sự thay đổi về quan niệm tiêu dùng tức là sao ạ? Ví dụ trước đây người ta ăn chắc mặc bền, thì bây giờ là người ta là gì ạ? Ăn ngon mặc đẹp. Đấy là một cái sự khác nhau rất căn bản trong một câu nói. Thế còn cao cấp hơn nữa, đấy là gì ạ? Ăn sang mặc mốt, đúng không ạ? Vâng, tức là sao? Bây giờ lúc này người ta không phải là đơn giản là ăn no mặc ấm nữa, ăn ngon mặc đẹp nữa, mà người ta phải ăn sang, ăn kiêng, đúng không ạ? Và mặc mốt là phải chạy theo xu hướng. Ngày xưa chúng ta mặc một cái áo com lê bền 3 năm, 4 năm, 5 năm, thậm chí nhiều hơn, chúng ta khen nó rất là bền. Nhưng bây giờ có khi chúng ta chỉ mặc một vụ thôi, nó gọi là fast fashion, đúng không ạ? Thời trang nhanh, mặc một vụ, hai vụ, chán chúng ta đổi, hết trend chúng ta đổi. Đấy, ý tôi là như vậy. Hay các chuẩn mực đạo đức nó cũng được cởi mở hơn rất nhiều, như là chuẩn mực về tình dục, đúng không ạ? Chuẩn mực về quan niệm hôn nhân, rồi thì những cái quan niệm về cái đẹp thay đổi rất nhiều. Ví dụ như ngày xưa người ta quan niệm là ăn mặc hở hang này, toàn cái đứa không ra gì, đầu tóc nhuộm nhiếc là hư hỏng, ví dụ thế, đúng không ạ? 10 năm, 15 năm trước các cụ sẽ quan niệm như vậy. Nhưng bây giờ thì làm sao? Các bạn thấy đấy, ra ngoài đường ăn mặc các loại kiểu thời trang, đấy, sexy các kiểu, đúng không ạ? Và phụ nữ thì bây giờ tôi nghĩ là chắc phải đến 90-80% là đã nhuộm tóc, đúng không? Thì ngày xưa nhuộm tóc là như thế là ăn chơi, như thế là phải gì đấy ghê lắm. Nhưng bây giờ nó thành một cái hết sức là bình thường, đúng không ạ? Thì ý tôi muốn nói là tất cả những thứ đấy đã là thay đổi và sẽ tiếp tục thay đổi nhanh hơn do sự phát triển của những yếu tố như tôi vừa trình bày. Và một thứ duy nhất mà các bạn cần phải để ý, đấy là bản thân các bạn, kinh nghiệm, kỹ năng của các bạn, trải nghiệm của các bạn cũng phải thay đổi theo thời thế. Còn nếu mà các bạn không thay đổi thì các bạn cũng sẽ bị tụt hậu, các bạn cũng sẽ bị bỏ lại ở phía sau, hoặc là những người khác sẽ vươn lên còn bạn sẽ dậm chân ở cái chỗ, được chưa ạ? Vâng, thì cái video này tôi sẽ nói phần thứ hai của hành vi của khách hàng mua hàng và động cơ mua hàng trong cái phần số 2
là chân dung khách hàng mục tiêu. Thì xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo, ở cái phần tiếp theo của cái phần khách hàng mục tiêu này, bởi vì bài vẫn còn tiếp tục. Nếu các bạn có câu hỏi, nếu các bạn có ý kiến, xin vui lòng hãy liên hệ với tôi để được trợ giúp. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.